Chào cô. Ok, cô đây. Nào, phục nhá. Mình sẽ đi 23. Đi 23. The word arouse. The word arouse có nghĩa là gì ạ, Phụng Lam? Thế giới gì đấy? Thế giới xung quanh chúng ta. Được chưa? Around là xung quanh nhá. Được chưa? Ok, đọc cho cô này. The world around us. The world around us. Đúng rồi. Chúng ta đến phần từ vựng nhá. Đọc cho cô này. Field. 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 Có nghĩa là gì? Là... cánh đồng. Cánh đồng. Được chưa? Tiếp tục. Jungle. 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 Jungle là gì? Là rừng. Khu rừng. Được chưa? Và cuối cùng này. Mountain. 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 Là gì? Là núi. Ok, con nghe kỹ cái từ này cho cô này. Mountain. 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 Con thấy nó bị mất chữ T đúng không? Yeah. Người ta đọc là mountain đúng không? Nghe lại nhé. Yeah. Mountain. 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 Đúng không? Đúng không con? Yeah. Lưu ý cho cô này. Thế nên là tiếng Anh cũng khá là khó đấy. Bởi vì người Anh ý, đối với chữ cái T, đối với âm T, người ta sẽ thường bỏ qua. Người ta không đọc âm T, đọc hoặc là bé, hoặc là họ đọc rất là lướt. Được chưa? Kể cả chữ nhá. Anh Mỹ thì đọc rất là... Ví dụ, water là nước đúng không? Nhưng người Anh đôi khi người ta sẽ đọc từ nước là water. Bởi vì người ta bỏ cái âm T đi. Thấy chưa? Ngay cả khi con nghe từ này cũng thế. Nghe này. Mountain. Thấy chưa? Không có chữ tình đâu. Nhưng mà phiên âm thì nó phải là mountain. Thấy chưa? Nhưng mà người ta đọc chỉ có mountain thôi. Thấy chưa? Lượt mất chữ T đi. Được chưa? Thì đấy là cách đọc của người Anh thôi. Được chưa? Cách đọc của người Anh đôi khi mình sẽ phải bánh nghe mình sẽ phải để ý một chút. Được chưa? Ok, thế nên là khi mà con đi nghe hoặc ở đâu đó hoặc là ví dụ như là trường con có người nước ngoài về mà người ta đọc bị thiếu mất âm T chẳng hạn thì điều đó rất là bình thường nhá. Đây là cách đọc của người Anh, được chưa? Trường con có người nước ngoài mà cô. Yeah. Đó, nhưng mà không biết là người ta đọc theo âm nào. Có hai âm là âm Anh và âm Anh Mỹ, được chưa? Anh Mỹ thì nó dễ nghe hơn, được chưa? Nhưng mà Anh thì thường đọc nó sẽ hay hơn đấy, được chưa? Cùng đọc lại ba cái từ này cho cô nhá. Field. Field. Jungle. Jungle. Mountain. Mountain. Có từ nào cần ghi vào không? Yeah, không. Ok. Tiếp tục nhá. Nào, đọc cho cô này. Rock. 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 Có nghĩa là gì? Là cục đá. Đúng rồi. Tiếp tục. Island. 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 Đúng rồi. Âm S là âm câm nhá. Island. 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 Là gì? Là hòn đảo. Chính xác. Tiếp tục. Waterfall. 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 Được chưa? Được chưa? Đó. Đọc lại này. Waterfall. Waterfall. Đây là gì? Là thác nước. Đó. Tiếp tục nhá. Đọc cho cô. Path. 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 Là gì? Là con đường. Chính xác. Con đường. Tiếp tục. Truck. 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 Là gì? Là xe tải. Đó, tiếp tục. Flower. 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 Là gì? Là bông hoa. Chính xác. Đọc lại này. Pot. Pot. Không phải ăn sờ đấy. Đặt lưỡi ra ngoài răng. Pot. Pot. Truck. Truck. Flower. Flower. Tốt, tiếp tục nhá. Now, draw circle around the things that you can see in the picture. Hãy khoanh tròn vào những cái thứ mà bạn có thể nhìn thấy trong bức tranh. Thì ở bên phải, đây là những cái từ danh từ đúng không? Những cái danh từ. Và nhiệm vụ của con là con sẽ phải khoanh tròn vào những cái đồ vật, những cái danh từ này xuất hiện trong cái bức tranh. Có hiểu không? Yeah. Ok, nào làm cho cô. Khoanh đi. Waterfall.
An island. Island. Ở đâu? Island đâu? Thì mẹ vừa rồi. Từ nào không có thì con không khoanh. Nghe chưa? Dạ. Flower, 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 cloud. The moon. Rock. Blue. Rock. An island. No. A farm, a field, a cover, a flower. What is that? And the sao mấy cơ? Kể cô chữa bài cho con nhá. Nào, trước khi chữa bài thì đọc lại các cái từ đó nhá. Nào, đọc cho cô nào. A farm. A farm. Fields. Bill. Nào, đọc lại. Âm S không ạ? Fields. Fields. Tiếp tục. Flowers. Flowers. Rocks. Rock. A car park. A car park. Grass. Grass. Island. An island. An island. A jungle. A jungle. Stars. Stars. Mountain. Mountain. Clouds. Cloud. The moon. The moon. A waterfall. A waterfall. Land. Land. Ok, rất tốt. Nào, tiếp tục này. Nào, bây giờ mình sang khoanh này. Đầu tiên là a farm. A farm thì con có thể nhìn thấy là toàn bộ cái này là một cái nông trại. Được chưa? Toàn bộ cái này là một cái nông trại. Được chưa? Thế vậy ở đây sẽ là một cái vòng tròn to. Tiếp tục. Field. Field là cánh đồng. Đâu là cánh đồng? Cánh đồng. Không thấy đúng không? Không quay. Được chưa? Tiếp tục. Flower. Flower là hoa. Thì đâu là hoa? Có nhìn thấy hoa không? Thấy không? Ừ, không thấy luôn. Rock là đá. Có đá. A car park. Không có luôn. A car park không có, bỏ. Grass. Grass là cỏ. Chính xác. Đúng rồi. Khoanh đúng. Tiếp tục. An island. Không có, bỏ. A jungle là núi. À sorry. A jungle là rừng. Rừng. Rừng á. Rừng ở đây. Chắc là rừng ở đây. Không nhận, rừng này nó không có nhà đâu. Không có rừng luôn. Được chưa? Hoặc là rừng ở trên núi cơ. Rừng có trên núi không? Ok, không nhìn rõ. Không quay luôn. Star là ngôi sao. Không có. Mountain là núi. Có, chính xác. Clouds. Cloud là mây. Mây có thì con. À, quay đúng, chính xác. Tiếp tục. The moon không có. Ở đây là ban ngày, là mặt trời đúng không? Waterfall. Waterfall là thác nước. Cô thì cái này là cái gì cô? Đó. Maybe nó vẽ sai. Bởi vì đây có mặt trời mà. Kỳ dạ. Ok, được rồi. Nếu mà con cho đấy là mặt trăng thì cũng được. Yeah. Tiếp tục. Twins.
Plants là thực vật, là cây đấy, là những cái cây. Đúng rồi, chính xác. Và a path là đường mòn, đường mòn. Đây là cái đường mòn này, những cái đường mà đi vào ngôi nhà. Đây này, cái đường này này, được chưa? Thì nó là path đấy, con có hiểu không? Yeah. Ok, tốt, được rồi, bài này làm tốt. Ok, nào, tiếp tục này. Look at the picture, what are these sentences about? Hãy nhìn vào bức tranh này, những cái câu này nó nói về gì? Nói về những cái thứ gì, được chưa? Đây cô làm ví mẫu cho con một câu nhá. People like walking or climbing up these when they are on holiday. Là mọi người thích đi bộ hoặc là trèo lên những cái này khi mà họ đi nghỉ mát. Thì mọi người sẽ thích trèo hoặc là đi lên đâu? Những cái này là những cái nào? Là núi. Chính xác. Tiếng Anh. Đúng rồi. Tương tự như thế làm cho cô câu 2 và 3 nào. Làm cho cô câu 2. You can swim and but it not river. She are. There are a way lot of three animals and put here. Mango. Jungle. Ôi sau buổi hôm nay là phải về nhà luyện viết đây nhá. Viết sai hết chính tả rồi. Jungle đúng không? Không biết viết đúng không? Cái số 2 cũng viết sai đây này. Cái này không phải là waterfall được. Nhưng mà word, nếu mà nó là waterfall thì con viết sai cơ. Fall đó là chữ F chứ tại sao lại viết chữ T. Và tiếp tục là hai cái này là một từ. Có nghĩa là nó phải viết liền nhau. Chứ không tách ra hai từ. Con có hiểu không? Yeah. Cơ. Nào, câu chữa này. Câu số 2. You can swim and sail here. That is not a river or the sea. Bạn có thể bơi hoặc là chèo thuyền ở đây. Nhưng mà ở đây không phải là con sông hoặc là biển. Thì ở đây phải là cái hồ nhá. Không phải sông này, không phải biển. Mà có thể bơi và chèo thuyền. Thì đấy chỉ là một cái hồ thôi. A lake. Thấy chưa? Và câu số 3 này. There are always lots of trees, animals and birds here. Có rất là nhiều cây, động vật và chim ở đây. A forest. Thấy chưa? Jungle cũng được. Chấp nhận đáp án jungle. Nhưng điều quan trọng là phải về nhà luyện viết chính tả. Có hiểu không Phụng Lam? Yeah. Từ vựng rất tốt, từ vựng rất tốt, rất tốt. Mỗi tội là hay viết sai thôi. Nhớ chưa? Phải về nhà luyện viết nhá. Cô không có cách nào giúp con được, trừ việc tự mình con luyện viết thôi. Nhớ chưa? Ừ, ok, ngoan. Ok, tiếp tục này, làm cho cô câu 4, 5, 6 đi. Oh, you fly in air, green, red, yellow, or red. One tree. Bạn có thể tìm thấy giống như cây. They are green, red, yellow, and brown. Nó có màu. Xanh đỏ vàng nâu. Xanh đỏ vàng nâu. Xanh đỏ vàng nâu. Bất lực. Cái gì nhờ? Trên cây. Trên cây thì là có lá cây. Green, yellow, and brown.
Cái gì nhờ? Green, red, yellow and brown. Fruit. Fruit. Green. Red. Yellow. Brown chắc fruit rồi. Đây có 4 chưa? Nào, được có 4 chưa? Ok, nào chưa có 4 trước nào. You find these on trees and plants. They are green, red, yellow or brown. Ok, chính xác. À, không, no, no, no. Nó không chính xác. Thực ra fruit cũng được mà nhỉ. Bạn có thể tìm thấy chúng ở trên cây hoặc là trên những cây loài thực vật. Chúng màu xanh, màu đỏ, màu vàng hoặc là màu nâu. Thực ra thì ở đây nếu mà nó là fruit thì nó ở bị một chỗ, là chính là mỗi loài cây thì cái quả của nó sẽ chỉ có cùng một màu thôi con ạ. Ví dụ quả táo, cây táo thì quả táo nó sẽ chỉ màu xanh thôi. Thì tất cả các cái quả là màu xanh, được chưa? Nhưng ở đây là chúng có màu xanh này, màu đỏ, màu vàng và màu nâu. Thì nó sẽ thay đổi theo mùa ấy. Ví dụ mùa hè thì nó là màu xanh đúng không? Nhưng mà khi mà sang mùa thu thì nó lại màu vàng chẳng hạn. Rồi màu đỏ. Được chưa? Nhưng mà cô chưa thấy lá màu nâu bao giờ. Ok. Vậy thì ở đây, à nó là leaf nhá. Được chưa? Cô hiểu cách hiểu của Lam, nhưng mà thường thì trên cây thì quả của nó chỉ có một màu thôi. Có hiểu không? Yeah. Ừ, rồi. Nào, hôm nay cô có việc bận một chút, thế nên là cô sẽ cho con nghỉ sớm một chút nhá. Hôm sau thì có gì mình sẽ học bù. Về nhà làm cho cô câu 5 và câu 6. Nhớ chưa Lam? Yeah. Ok. Và làm cho cô cái bài tập về nhà. Những cái bài nào làm chữa rồi thì thôi. Những cái câu nào mà chưa làm thì con làm nốt cho cô nhá. Cô sẽ gửi buổi tối nhá. Yeah. Okay. Okay, so this is the end of the lesson today. Goodbye. See you next time. Bye-bye, guys. Goodbye.